Kính thưa quý vị, khi chương trình được phát sóng, có một lúc công trình đại tu S2 nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đang bước vào những công đoạn cuối cùng trong công tác lắp lại, cân chỉnh và vận hành thử nghiệm. Hầu hết các hạng mục công việc đã được thi công đúng tiến độ, an toàn và chất lượng theo kế hoạch. Và để có được thành quả đó, đó là sự nỗ lực đồng tâm của hơn 500 con người đang ngày đêm miệt mài chạy đua với thời gian làm việc tại công trường đại tu S2 và nhằm động viên, khích lệ kịp thời cho những nhóm công tác đã có sự tích cực, chủ động trong công việc thì hàng tuần ban lãnh đạo và công đoàn công ty luôn có những sự biểu dương, khen thưởng cho những nhóm công tác có thành tích nổi bật trong việc đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng công trình. Dự kiến công trình đại tu S2 sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 tới đây.